Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Nấm đang quay cho mọi người xem là cái mèo lỏng và người xám chuẩn bị Nấm cấy lúa. Thì hôm bữa thì Nấm có chia sẻ cho mọi người về cái máy lắc rồi, đúng không? Video trước. Bây giờ thì mọi người thấy nó đẹp hơn đúng không? Sau khi lắc 5 ngày. Thì bây giờ Nấm sẽ dừng lại cho mọi người xem vì cái trong nó đang lắc á, thì mình nhìn thấy nó cũng không có rõ. Rồi, cho nó dừng nè. Rồi, ổn định chưa? Đây, bây giờ Nấm sẽ lấy ra cho mọi người xem nè. Mọi người thấy không? Cỡ này thì là lắc thêm khoảng cỡ một ngày nữa là cấy rất là đẹp. Cái độ đậm đặc của nó là vừa. Không này. Đấy, tùy mọi người nha, có người á, thì lại thích lắc cho cái hạt nó lớn, có người thì thích lắc cái hạt nó nhỏ, thì Nấm thích cái hạt nhỏ hơn. Tại vì sao? Tại vì nhỏ hơn á, thì mình hút nó đỡ bị nghẹt, còn lớn quá thì hút nó hay bị nghẹt. Cái đây lắc thêm nữa để cho nó cái độ sệt nó hết luôn. Đây mọi người thấy còn một tí xíu, đây là môi trường nó rất còn lỏng, ở dưới này thì ok rồi, đẹp rồi đúng không? Cái này thì khoảng cỡ sáng mai lắc tới giờ này có mới cái 9 giờ sáng thôi mọi người, thì bây giờ lắc tới tối đi, sau đó rồi mình sẽ để cho nó ổn định rồi sáng mai mình sẽ cấy. Ngày qua nhìn thấy hấp dẫn á. Đây, nằm nó quay gần cạnh cho mọi người xem. Cái máy lắc này là cái máy của sếp Tài đó. Công ty Vina BMS á. Mọi người xem này. Nó quay gần cạnh á. Nhìn như thế này là ok không? Nói chung khi mình lắc xong rồi á, mình để nó yên tĩnh á, rồi mình mới kiểm tra được có cái nào bị nhiễm hay không. Thường là nhiễm thì nó sẽ độc, môi trường rất độc, môi trường này đang trong. Cái thứ hai nữa thì mình coi thử là nó có bị thành, nó có bị dính thành này hay không nữa, thì cái đấy thì mình tính sau. Nhưng mà bây giờ mà hiện tại thì mình đang thấy nó rất là đẹp trong, ok không? Rồi thì cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Thì Nấm sẽ kết thúc cái video đây. Thì nói chung cái video ở đây thì chỉ quay cái thành quả cho mọi người xem thôi. Rồi còn mai mốt cấy ra mèo rồi tùm lum hết. Rồi chúc cảm ơn tất cả mọi người nha.